Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Fedover được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Fedover cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Fedover Enter Savia 0,5mg Tá dược, lạc tô, tỉnh bột ngô, cellulovi vi tỉnh thể, magnesi stearat, cross natri, tổ tinh khiết, hypromelo, titan dioxide. Dạng bảo chế Viên nén công dụng và chỉ định của thuốc Fedover Enterovia được chỉ định để điều trị nhiễm virus viêm gan B mạn tính (HBV) ở người lớn suy gan còn bù và có bằng chứng về hoạt động sao chép của virus, tăng nồng độ alanin aminotransferase, transferase (ALT), kéo dài và có bằng chứng tiến triển viêm và hoặc sơ gan. chống chỉ định của thuốc Fedover Enterovia được chống chỉ định cho bệnh nhân được biết mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. liều dùng và cách dùng của thuốc Fedover Liều dùng Liệu pháp nên được thiết lập bởi một bác sĩ có kinh nghiệm trong điều trị viêm gan B mạng tính. FEDOVIR 0,5mg được dùng đường uống, một lần mỗi ngày. Bệnh nhân chưa từng điều trị với Nuopit trước đó, liều đề nghị là 0,5mg một lần mỗi ngày, cách xa bữa ăn 2 giờ. Bệnh nhân đề kháng với lamivudine, ví dụ bệnh nhân có bằng chứng nhiễm virus huyết trong khi sử dụng lamivudine hoặc có mặt yếu tố đột biến kháng lamivudine LVDR, liều đề nghị là 1 mg một lần mỗi ngày. Uống khi đói, cách xa bùa ăn 2 giờ. Thời gian điều trị, thời gian điều trị tối ưu vẫn chưa được biết. Việc ngừng điều trị có thể cân nhắc trong các trường hợp sau. Bệnh nhân dương tính với hơ bí, việc điều trị nên được thực hiện ít nhất cho đến khi HBE bị biến đổi trong huyết thanh, mất kháng nguyên HBE và HBVDNA với test thử kháng HBE. Trong hai mẫu thử huyết thanh liên tiếp cách nhau ít nhất 3 đến 6 tháng, hoặc cho đến khi HBS bị biến đổi trong huyết thanh hoặc không còn hoạt tính. Cách dùng Thuốc được dùng bằng đường uống Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc Fedover. Bệnh nhân suy thận Bộc phát viêm gan Bệnh nhân sơ gan mắt bù Nhiễm axit lactic và trứng gan to nhiễm mỡ Bệnh nhân kháng lamivudin Bệnh nhân ghép gan bệnh nhân đang nhiễm viêm gan c hoặc d bệnh nhân đang nhiễm hiv sử dụng thuốc fedover cho phụ nữ có thai và đang cho con bú không dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú sử dụng thuốc fedover cho người lái xe và vận hành máy móc chóng mặt mệt mỏi và mắt ngủ là các tác dụng không mong muốn của thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc tác dụng phụ của thuốc fedover với bệnh nhân chưa từng được điều trị với nước leoside trước đó âm tính và dương tính với hbe4g rối loạn tâm thần thường xuyên mất ngủ rối loạn hệ thân kinh thường xuyên đau đầu hoa mắt ngủ gà rối loạn hệ tiêu hóa thường xuyên nôn tiêu chảy buôn nôn khó tiêu rối loạn trung thường xuyên mệt mỏi bệnh nhân kháng lamivudine rối loạn tâm thần thường xuyên mất ngủ rối loạn hệ thần kinh rất thường xuyên, đau đầu. Thường xuyên, hoa mắt, ngủ gà. Rối loạn hệ tiêu hóa, thường xuyên nôn, tiêu chảy, khó tiêu. Rối loạn chung, thường xuyên mệt mỏi. Tương tác thuốc. Vì Entersavir được thải chủ yếu qua thận nên việc dùng chung Entersavir với các thuốc làm suy giảm chức năng thận hoặc các thuốc cạnh tranh với Entersavir để được thải ở ông thận có thể làm gia tăng nồng độ trong huyết thanh của Entersavir hoặc của các thuốc được dùng chung. Việc dùng đồng thời Entersavir với Lamivuzin, Adeforverdipivocin hoặc Tenoforverzisoprosin fumarat không gây nên tương tác thuốc đáng kể. Hậu quả của việc dùng chung Entersavir với các thuốc khác được đào thải qua thận hoặc được biết là có ảnh hưởng đến chức năng thận hiện chưa được đánh giá. Do đó, bệnh nhân nên được theo dõi chặt chẽ về các tác động có hại của thuốc khi Entersavir được dùng chung với các loại thuốc này. Entersavir không phải là một cơ chất, một chất cảm ứng hoặc một chất ức chế hệ thống enzyme cytochrome P450, CIP450. Do vậy, tương tác thuốc qua trung gian CIP450 không xảy ra với Entersavir. Hy vọng! Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Fedover đồng thời biết cách sử dụng Fedover sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.